Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu hay giữa Lý Nghĩa Đình và Thiện Hồng Phát tại giải cờ tướng Kỳ Vương đối cục diễn ra ngày 26 tháng 11 năm 1963. Trận này thì Lý Nghĩa Đình cầm đỏ đi tiên, còn Thiện Hồng Phát thì cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。Trên đây thì Tiền Ông Phát đã buông cờ nhận thua. Và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.